Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog. Thì ngày hôm nay nhà cũng có làm mấy món nữa cơm chiều nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ gia đình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay nhà mình nó cũng có làm món là cá kho dưa cải nha cả nhà. Ở đây mình cũng có một cá nha. Ở đây mình cũng có chuẩn bị dưa cải sẵn nha cả nhà. Với lại mình nấu món nữa là món nấu canh chua nha. Canh chua ở đây mình nấu bông súng hôm nay mình nấu lại tôm nha cả nhà. Ở đây thì nguyên liệu thì có hành, tỏi, ớt. Ở đây thì có ngao rau để mình nêm canh chua nha. Ở đây là ngò gai với lại rau màu ôm. Mà cả nhà theo trang gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây bây giờ mình cũng sắp hành tỏi luôn nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng sắp ngò gai với lại rau màu ôm luôn nha cả nhà. Ở trên trường em đã nói học về mai đi á mẹ. Á mẹ. Đúng rồi. Thì bây giờ ở đây mình cũng bỏ vô cá mới gia vị nha cả nhà. Ở đây mình cho ít muối nha. Ít bột ngọt. Ít đường. Với lại một muỗng hạt nêm nha cả nhà. Ở đây mình cũng bỏ thêm một ít tiêu nha. Ở đây mình cũng cho thêm hành với lại tỏi vô luôn nha cả nhà. Để vô cá để mình ướp nha. Ở đây là đầu hành mình băm nhuyễn nha. Ở đây mình trộn cho cá thấm đều gia vị rồi bắt đầu mình mới đem kho nha cả nhà. Thì bây giờ cá đây mình cũng đã ướp xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây mình cũng bắt đầu lên để mình kho cá nha cả nhà. Ở đây nồi cũng đã nóng rồi nha, tiếp tục mình cho dầu ăn vô nha cả nhà. Bây giờ dầu ăn đã nóng rồi, tiếp tục mình cho đường vô nha, để làm nước màu nha cả nhà. Bây giờ đây nước màu mình cũng đã vàng rồi nha, tiếp tục mình cho hành tỏi băm vô nha. Bây giờ hành tỏi cũng đã vàng rồi nha, tiếp tục mình cho cá vô luôn nha. Thì ở đây bây giờ dưa cải mình cũng sắc miếng vừa ăn luôn nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây tiếp tục mình bỏ cải chua vô cá luôn nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho nước vô luôn nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình cũng bỏ thêm một ít ớt nha. Ở đây thì mình cũng nêm thêm một mớ gia vị vô nồi cá mình lại nha cả nhà. Mình nêm cho nó vừa ăn nha. Thì hồi nãy mình đã đốt vô cá rồi nha. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít nước mắm nữa nha. Bây giờ ở đây cá của mình nó chín rồi nha cả nhà, tụm cho hành lá vô nha.
Vậy thì nồi cá kho cải chua của mình cũng đã xong rồi nha. Đây bây giờ mình bắt đầu lên để mình nấu canh nha cả nhà. Bây giờ cái nồi cũng đã nóng rồi nha, mình cho ít dầu ăn vô nha. Mình nấu canh chua thì mình không cần nấu được dầu ăn nhiều nha cả nhà. Dầu cũng đã nóng mình cho ít tỏi nha. Tôm như vậy, hãy tiếp tục cho tôm như vậy cả nhà. Bây giờ đây tiếp tục mình cho nước vô luôn nha cả nhà. Thì ngày hôm nay ở đây mình nấu canh chua mình nấu bằng me nha cả nhà. Ở đây me mình cũng bỏ vô đây luôn nha, cho hở mềm mình dễ dầm nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây mình cũng vớt me ra nha cả nhà. Vớt ra mình cho một ít nước vô nha. Thì bây giờ đây mình cũng cho nước cốt me vô luôn nha. Bây giờ đi tiếp tục mình cho bông súng luôn nha. Cái bông súng này mình không có nấu lâu nha cả nhà. Để vô cái là mình để sôi lên là mình nêm lại là mình tắt bếp được rồi nha. Bây giờ ở đây mình nêm gia vị nha cả nhà. Ở đây mình bỏ 3 muỗng đường. Canh chua này thì nói chung nó phải chua chua, nó ngọt ngọt nó mới ngon nha cả nhà. Chứ nó không chua mà không ngọt là thua. Chua mà chua quá cũng không được, ngọt ngọt quá cũng không được. Ở đây thì mình cho vô nồi canh chua mình nó là nửa giá nhỏ nha cả nhà, nửa giá nhỏ nước mắm nha. Ở đây mình cũng bỏ ngò gai với lại một ôm ớt vô luôn nha. Như vậy thì nồi canh chua của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Ngồi chú luôn nhìn con nha. Mày mà có chú ăn cơm nhìn con đi. Mày ăn cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình luôn nha. Có ăn thử hả? Mẹ ăn cơm chiều gia đình mình nha.
chế biến thì nó là lạ xíu, nó ngon thôi. Cái thay gì kho tiêu hay là kho này nọ thành kho chiên để làm đem kho để chua thử ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó dài nha cả nhà. Tập 5 phút nha. Hẹn là cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip mình thấy hay nhé, tiếng hồ gia đình mình nha. Nếu như gia đình mình qua thì tiếp lên cả nhà. Hẹn là cả nhà video tiếp theo. Bye. Bye.